Ngày 10 tháng 11, đoàn kiểm tra của Trung ương do đồng chí Ngô Văn Dụ, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương làm trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Lâm Đồng về cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong 4 năm qua, cuộc vận động đã được triển khai từ tỉnh đến cơ sở với những nội dung, bước đi, giải pháp phù hợp. Qua đó, tại Lâm Đồng đã xuất hiện nhiều mô hình thực hiện sáng tạo và gương điển hình tiêu biểu. Cuộc vận động được triển khai với tinh thần chủ động, thường xuyên, bám sát nhiệm vụ chính trị, gắn cuộc vận động với những phong trào thi đua, góp phần thực hiện nhiệm vụ ổn định chính trị, tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội, an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng an ninh được tiếp tục giữ vững và tăng cường. Cùng với cuộc vận động, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực, tạo sự nhất trí cao trong Đảng, lan tỏa đến đời sống xã hội rộng rãi. Đồng chí Huỳnh Phong Chanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo cuộc vận động của tỉnh đã đúc kết 4 nội dung cơ bản mà tỉnh Lâm Đồng đã đạt được trong cuộc vận động lớn này. Nhận thức và tinh thần gương mẫu, nêu gương của cán bộ đảng viên thật sự thấm nhuần, tạo tiền đề và lan rộng đến nhận thức xã hội. Tinh thần đoàn kết, công khai, dân chủ đã được phát huy, tạo ra sự thống nhất, đoàn kết trong Đảng. Cuộc vận động đã gắn với nhiệm vụ chính trị rất sâu sắc. Kết quả là Lâm Đồng qua 4 năm đã có nhiều sức bật trong phát triển kinh tế xã hội, có những chỉ tiêu phát triển đã tăng từ 2 đến 4 lần. Công tác chỉ đạo của vận động đã được thực hiện bài bản, chặt chẽ, thường xuyên, liên tục. Một số điểm hạn chế trong việc thực hiện cuộc vận động này đã được nhìn nhận như việc thực hiện cuộc vận động chưa tạo được mặt bằng đồng đều, việc nêu gương và nhân rộng điển hình tiên tiến có lúc chưa kịp thời nên hiệu quả nhân rộng chưa thật cao, việc xây dựng các mô hình điểm cần đi trước để thực hiện áp dụng kinh nghiệm cho các mô hình đại trà, chất lượng hoạt động của ban chỉ đạo cuộc vận động ở cấp tỉnh tốt nhưng ở cấp cơ sở có khi còn lúng túng. Đồng chí Ngô Văn Dụ đã đánh giá. Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương thì tỉnh cũng đã có những tìm tòi và có cách làm nó sáng tạo trong một số khâu. Cái này cũng là cái rất đáng lưu ý và ban chỉ đạo trung ương cũng rất là khuyến khích cái việc này. Trên cơ sở cái hướng dẫn chung của ban chỉ đạo trung ương thì các tỉnh cần có cái sự vận dụng nó sáng tạo, nó phù hợp với tình hình của địa phương và nó cũng thông qua đó nó làm cho cuộc vận động của chúng ta được triển khai một cách rất là phong phú và sinh động trong thực tiễn cuộc sống. Ý thứ ba thì ý này vừa rồi đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã có cái phát biểu. Tôi cũng đã có chuẩn bị trước, nó cũng trùng một chút nhưng cũng xin được nhắc lại. Là chúng tôi cũng nhận thấy rằng là cuộc vận động được thực hiện có nề nếp, chặt chẽ, chỉ đạo chặt chẽ và liên tục, được duy trì và phát triển qua từng năm, gắn với phong trào thi đua và các cái cuộc vận động lớn khác, không để bị gián đoạn hoặc là bị lơi lỏng. Thì cái này cũng báo cáo với anh Huỳnh Phong Chanh và các ông chí trong ban chỉ đạo của tỉnh, là ban chỉ đạo trung ương, đặc biệt là đồng chí tổng bí thư, đồng chí trưởng ban chỉ đạo, đồng chí phó trưởng ban thường trực, đồng chí Trương Tân Sang rất lo lắng về cái việc này. Thì chúng ta cũng có rút kinh nghiệm là có thể nói là trung ương cũng triển khai chỉ đạo nhiều cuộc vận động. Đồng chí Hưng vừa rồi sáng nay có nhắc một cái ý là trước đây thì ta có cái chỉ đạo cuộc vận động 62 theo tinh thần 62. Bây giờ triển khai cuộc vận động này có thể nói là một cái cuộc vận động mang ý nghĩa chính trị rất là sâu sắc, rất là rộng lớn. Mà nếu chỉ đạo không kiên quyết, không giáo diết thì có thể nó dẫn đến tình trạng là chúng ta cũng phải đề phòng cái tình trạng đó. Là lúc đầu thì phát động rất là rầm rộ, phải không? Thi kể chuyện rồi họp hành rồi vân vân làm rất nhiều việc. Nhưng mà nếu lơi lỏng ra là có thể nó sẽ dẫn đến một tình trạng đầu voi đuôi chuột. Tôi cũng phải nói một cái công khai như vậy. Thì thấy rằng là tỉnh ta là duy trì được cái hoạt động này. Và theo ý kiến của đồng chí Bí thư Tỉnh vừa rồi cho biết, tức là những năm sau nó được duy trì và nó cũng được phát triển, nó đảm bảo tính liên tục của cuộc vận động này. Tất nhiên sắp tới chúng ta cần phải nghĩ xem là sau 4 năm cuộc vận động rồi thì làm cái gì tiếp theo thì chúng ta tính toán tiếp. Nhưng mà rõ ràng qua 4 năm thì tỉnh cũng duy trì được cái việc đó. Đấy là ý thứ ba, là nhờ những cái việc nói trên mà cuộc vận động đã mang lại kết quả thiết thực, nâng cao được nhận thức và góp phần thúc đẩy cái tốt hơn cái việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn đảng bộ cũng như của từng của cơ quan và của cá nhân cán bộ đảng viên trên các cái cương vị công tác khác nhau. Cái việc này nó được thực tế thừa nhận qua cái điều tra dư luận xã hội và như đồng chí Bí thư Tỉnh ủy vừa rồi cũng có nhấn mạnh là nó cũng có tác dụng lan tỏa ra xã hội, mặc dù là mức độ và cái sự lan tỏa này thì nó cũng còn có lúc chậm mà nó cũng chưa thật đồng đều. Nhưng mà phải nói về cơ bản là cái cuộc vận động này nó góp phần một cách trực tiếp cho cái việc thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của đảng bộ tỉnh cũng như của từng cơ quan một và từng cán bộ đảng viên. Đương nhiên là cũng có một cái câu hỏi nó hơi khó xử lý, và trong cái quá trình kiểm tra thực hiện ở các nơi trong những năm trước đây thì thực ra cũng có một cái yêu cầu đòi hỏi là vậy thì có thể là dẫn chứng nó rõ hơn là cái tác dụng riêng có của cuộc vận động này trên khía cạnh này như thế nào. Thì có thể nói đây là một yêu cầu cao. Chúng ta nói là khó tách ra một cách hoàn toàn, nhưng mà có thể nói nhìn nhận một cách trực giác và có cái cảm quan gì đó. Cái cảm quan này nó cũng có căn cứ lý luận của nó, có căn cứ thực tiễn của nó, và nó cũng phù hợp với tư duy là có thể nói là đây là cái cuộc vận động nó góp phần
có tác dụng thiết thực trong cái việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Các đại biểu tham dự cuộc làm việc đều thống nhất đề nghị tiếp tục thực hiện cuộc vận động trong thời gian tới với những phương pháp hiệu quả, áp dụng cụ thể tại mỗi địa phương, mỗi ngành, mỗi đơn vị. Cần đưa ra những tiêu chuẩn cụ thể để đánh giá việc thực hiện cuộc vận động này, đồng thời khơi dậy tinh thần tự giác làm việc của cá nhân và tập thể. Đây là cuộc vận động được quan tâm chỉ đạo và thực hiện thường xuyên, liên tục, cần biên soạn thành hệ thống tài liệu để đưa vào các nội dung giáo dục, tạo sức lan tỏa trong đời sống và giáo dục thế hệ trẻ.